Xin chào các bạn đang theo dõi được video Ngọc Anh. Ngày hôm nay Ngọc Anh sẽ chia sẻ với cả nhà một cái bí quyết dưỡng trắng hồng làn da của mình. Và Ngọc Anh thì sau khi rửa mặt với sữa rửa mặt của The Nature Book thì Ngọc Anh dùng một bộ dưỡng trắng da nhân sâm chiết xuất từ hồng sâm 6 tuổi của The Nature Book ạ. Và ngày hôm nay sẽ trải nghiệm cùng với cả nhà thấy để nhà review cùng với Ngọc Anh cái hiệu quả của bộ trắng da nhân sâm này như nào nhé. Thì bước đầu tiên Ngọc Anh sẽ dùng đó là nước hoa hồng dưỡng trắng và tái tạo da. Và khi dùng thì Ngọc Anh cũng sẽ dùng một cái bông tẩy trang như này, đúng không ạ? Nhìn nọ biết là sang chảnh đúng rồi nha. Đổ nước hoa hồng ra bông tẩy trang như này ạ. Sau đó mình sẽ lau khắp mặt. Chị em mình ngoài 25 tuổi thì làn da của mình đã bắt đầu lão hóa. Và khi đấy thì chúng ta cần phải để ý hơn cái việc mà chúng ta chăm sóc da các chị em nhé. Và khi dùng nước hoa hồng mình lưu ý là mình sẽ massage chiều kim đồng hồ như này, massage tròn ở chiều kim đồng hồ như này. Đó, và kéo từ dưới lên trên như này. Rất là đơn giản như vậy thôi. Nước hoa hồng sẽ là một cái bước cuối của cái quá trình mà làm sạch da, sẽ giúp làm sạch sâu làn da, bên cạnh đó giúp xe fit lỗ chân lông này, cân bằng độ pH này, đúng không ạ? Và là cái chất dưỡng, chất dẫn sẽ giúp là dưỡng cái dưỡng chất từ cái bước từ các sản phẩm dưỡng tiếp theo. Và sản phẩm thứ hai trong combo dưỡng trắng hồng của nhân sâm Hàn Quốc ấy, đó là tinh chất dưỡng trắng và cấp vitamin cho làn da. Đây là một chai nhỏ xinh xinh như này đây ạ. Và Ngọc Anh sẽ lắc đều và sẽ bôi lên khắp mặt ạ. Đó. Mùi thơm rất là dễ chịu ạ. Ngoài thành phần nhân sâm ra thì còn rất là nhiều những thành phần của trái cây vitamin để cung cấp các loại vitamin A, vitamin C, vitamin E từ cái việc mà mình dưỡng da ở bên ngoài. Đó, mình sẽ massage đều ạ. Massage đều khắp mặt ạ để các vitamin và dưỡng chất nó thẩm thấu sâu vào da của mình. Và bội trắng da nhân sâm này thì tốt nhất là mình dùng ngày 2 lần sáng và tối. Tuy nhiên bản thân Ngọc Anh thì do cái làn da của Ngọc Anh thì Ngọc Anh hãy dùng buổi sáng hơn. Và buổi tối thì Ngọc Anh lại chăm sóc với một bộ da khác. Có hôm thì Ngọc Anh chăm sóc với bộ dưỡng da phục hồi của Idaily. Và có đợt thì da mình bị mụn thì buổi tối Ngọc Anh hay chăm sóc với da mụn. Còn ban ngày thì Ngọc Anh hay dùng bộ dưỡng trắng sáng hồng của The Nature Book ạ. Để giúp mình có một làn da đều màu hơn. Và bước số 3 trong cái việc mà dưỡng trắng hồng làn da thì Ngọc Anh dùng, và đây là kem dưỡng trắng da nhân sâm của The Nature Book ạ. Có hai ngăn rất đa năng như này, một ngăn hồng sâm và một ngăn white tone up. Thì khi dùng Ngọc Anh sẽ trộn lẫn hai cái ngăn này với nhau ạ. Và mình sẽ để chấm lên 5 điểm ạ. Chấm lên 5 điểm khuôn mặt nhá. Đó, đơn giản thôi, xong mình sẽ massage đều mặt. Cả nhà quan sát cái sự biến đổi của cái làn da của anh sau khi dùng kem dưỡng trắng nhân sâm nhá, sau khi dùng cả bộ dưỡng trắng hồng luôn. Bôi đến đâu kem thẩm thấu đến đấy này, không bị bờ một chút bên kem nào luôn này, da trắng hồng luôn, da trắng hồng luôn cả nhà nhá, có thấy không ạ? Thẩm thấu luôn này, tạo một cái lớp mà dưỡng trắng trong suốt mà mọi người sẽ không biết là đây là mình đang dưỡng trắng làn da đâu, mà như kiểu làn da mình trắng tự nhiên ấy. Đó, rất là tuyệt vời này. Đó, nếu mà mình muốn có lớp dưỡng trắng dày hơn thì mình sẽ bôi dày, nhưng mà anh cũng theo phong cách rất là nhẹ nhàng thôi, nên mình sẽ bôi một cái lớp mỏng và mình dàn đều khắp mặt ạ. Đó, thấy không ạ? Da của mình đã trắng hồng và đều màu da luôn. Đơn giản như thế thôi là mình đã, Ngọc Anh đã chăm sóc được làn da của mình với cái bộ dưỡng trắng hồng của The Nature Book rồi ạ. Thấy không ạ? Rất là đơn giản là chị em mình có một làn da trắng hồng. Tuy nhiên có một cái điểm thiếu sót nữa trên làn da của mình, đó là cái phần môi ạ. Sau khi dưỡng da xong rồi chúng ta hãy nên tô một chút son cho môi của chúng ta được tươi tắn ạ. Và sẽ giúp cả khuôn mặt của chúng ta sẽ hồng hào rạng rỡ hơn. Anh đang dùng son kem của The Nature Book. Rất đơn giản thế thôi nhá. Bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà đã theo dõi được video của anh. Và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo nhé.